Cua đá biển vốn là đặc sản của một số vùng biển nổi tiếng của nước ta. Đây là loại cua thường sống trên những dạng núi, chủ yếu ăn lá cây rừng ven suối để tồn tại. Đến mùa sinh sản, cua đá mới xuống biển để đẻ trứng. Mai và các chi của cua đá là màu nâu tím, phần bụng dưới vàng ươm. Cua đá biển hiếm và rất khó bắt, thịt có vị ngọt thanh nên trở thành đặc sản được nhiều người ưa chuộng. Chính vì vậy, chúng thường được bán với giá rất cao, từ 200 đến 500 nghìn đồng một kg. Tuy nhiên, trong quá trình chế biến và sử dụng, nếu không cẩn thận, món ăn này đã vô tình gây nên những tiêu cực về mặt sức khỏe và có thể để lại hậu quả đáng tiếc. Cua đá là một thực phẩm thủy hải sản được rất nhiều người ưa thích. Bởi thịt cua chứa hàm lượng protein khá cao và các khoáng chất thiết yếu như vitamin B12, phosphor, kẽm, đồng và selen. Thịt cua đá chứa rất nhiều vitamin, đặc biệt là vitamin nhóm B. Cũng do giàu các loại chất khoáng, giàu protein, nên cua đá biển được sử dụng như một thực phẩm có tác dụng bổ khí, trợ dương và giúp sinh tinh. Thịt cua còn rất giàu folate, vitamin B1 nên rất bổ. Tuy nhiên, thức ăn của cua đá vốn là những loại lá, cỏ cây rừng mọc dại quanh những dạng núi. Tất yếu sẽ xảy ra trường hợp cua đá ăn phải lá độc, thậm chí có thể bị nhiễm nọc độc của rắn trong rừng. Điều này dẫn đến việc những thớ thịt cua tưởng chừng như thơm ngon, hấp dẫn lại bị nhiễm độc tố. Khi ăn phải sẽ gây nên những triệu chứng ngộ độc nguy hiểm như đau bụng, nôn mửa, đau đầu hay tim đập nhanh. Nếu không phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời có thể gây tử vong. Hơn nữa, cua đá biển vốn sinh sống trong môi trường rừng núi nên điều kiện sinh tồn và phát triển thường không được đảm bảo về mặt an toàn vệ sinh. Khi chúng ta sơ chế không cẩn thận cũng như chế biến không được chín kỹ sẽ dễ dàng mắc bệnh sán lá phổi. Bởi vì theo một số nghiên cứu trong nước đã nhận thấy rằng phần lớn cua đá biển đều chứa ấu trùng sán lá phổi. Những ấu trùng sán khi thâm nhập vào một số cơ quan nội tạng của cua đá sẽ làm tổ ở đó. Khoảng thời gian từ khi con người ăn cua đá biển chứa phải ấu trùng đến khi sán trưởng thành là từ 5 đến 6 tuần. Khi bị nhiễm bệnh, ngoài phổi ra, sán có thể ký sinh ở một số cơ quan khác như não và màng não, tim, tủy sống hay cơ ngực. Người ăn bị nhiễm sán lá phổi có thể bị liệt nửa người, liệt mặt, thậm chí tử vong. Đấy là còn chưa kể triệu chứng người bệnh nhiễm sán lá phổi giống với một số bệnh khác như bệnh lao, dễ chuẩn đoán sai bệnh. Giải pháp điều trị không đúng để lại những hậu quả khôn lường. Chính vì vậy, trước khi ăn cua đá biển, chúng ta phải có cách chế biến hợp lý. Chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu về một món ăn được chế biến từ cua, đó là món là lẩu nhá. Để làm được một nồi lẩu thì chúng ta phải lựa chọn cua còn tươi sống. Nó phải đều cua.
khoảng một cân cua đấy thì khoảng đến từ 12 đến 15 con một cân. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chế biến cua. Con cua còn sống chúng ta rửa sạch rồi bóc bỏ cái yểm hôi của nó bên dưới. Lúc đó chúng ta bỏ vào cối để sấy, cối sấy sinh tố. Nước lành gần ngập với con cua. Khi chúng ta xây cua nhỏ ra rồi thì chúng ta phải lỏng qua một cái vớt. Ta sẽ lọc bỏ cái cằn của nó đi. Khi nước xương đã sôi, chúng ta bỏ gia vị vào. Hai muỗng mì chính. Hơn một muỗng cà phê hạt nêm. Hai muỗng nước mắm. Đây là nước mắm nguyên chất. Một muỗng đường ạ. Và hai muỗng nước giấm gạo. Khi nước cột xương đã sống và chúng ta đã nếm gia vị thì nước cua lúc nãy chúng ta xay, chúng ta phải bỏ thẳng vào nồi nước dùng ạ. Khi chúng ta bỏ nước cua xay vào thì nó nổi gạch và phần gạch và phần thịt của nó lên. Còn nước cốt thì nó đã hòa lẫn vào trong nồi nước dùng của chúng ta và tạo thêm vị ngọt cho nồi nước dùng. Thì lẩu cua này có vị rất thơm nên chúng ta có thể ăn kèm được với tất cả các loại đồ nhúng như bò hay là cua. Cua thì chúng ta có thể nguyên con thế này, chúng ta bóc bỏ, rửa sạch và bóc bỏ yểm. Rồi chúng ta nhúng thẳng vào nồi lẩu. Sau khi chúng ta bỏ cua vào thì chúng ta tăng nhiệt độ nồi nước dùng lên, và sau khi chúng ta nhìn thấy con cua đã sáng màu vàng cảnh giản thế này là chúng ta có thể vớt ra và thưởng thức được con cua.
tối không được ăn cua đá biển còn sống hoặc nấu chưa chín kỹ, ăn tái hay ăn gỏi cua. Trong quá trình luộc cua, phải đun sôi ít nhất tầm khoảng từ 20 đến 30 phút, tránh ăn cua nướng vì có thể những thớ thịt cua bị nhiễm sán vẫn chưa được khử trùng. Không ăn cua đá biển đã được nấu chín để bên ngoài không gian quá lâu. Thịt cua để lâu sẽ dễ bị hỏng, ôi thiêu, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Nên ăn cua ngay khi còn nóng. Nếu ăn không hết, có thể để phần dư bảo quản trong tủ lạnh hoặc nơi sạch sẽ, thoáng đãng. Lưu ý là trước khi ăn, bắt buộc phải đun nấu lại thật kỹ càng. Không ăn cua đá biển đã bị chết vì có thể vào lúc này các loại vi khuẩn đang phát triển mạnh trong cơ thể cua, khi sử dụng dễ bị ngộ độc. Chính vì vậy, nếu mua phải cua đá biển đã chết thì hãy loại bỏ ngay.